nghe podcast trên Vietpress 2, 4, 7, ghen với người yêu của chồng cũ, cô giáo gây tội ác động trời. Không thể chịu được cảnh chồng cũ vui vẻ với bạn gái, người phụ nữ đã lên kế hoạch trả thù nhằm vào tình mới của anh. Cơn ghen chết người Chelsea Watchers Cook, 33 tuổi, là giáo viên tại trường trung học Skybridge ở Lehi, Utah, Mỹ. Cô kết hôn với chris Cook, sinh được một cặp song sinh đáng yêu. Tuy nhiên, Cuộc hôn nhân của họ không hạnh phúc, hai người ly hôn vào tháng 1 năm 2018. Một thời gian sau, Chevis hẹn hò với nhân viên giao dịch ngân hàng Lisa Villet William, 26 tuổi. Lisa được người xung quanh nhận xét là hiền lành, đáng yêu, hào phóng, thích trẻ con. Bên cạnh tình cảm với Chevis, Lisa cũng rất yêu thương cặp song sinh của bạn trai. Cô luôn dành thời gian cho ba bố con bạn trai và muốn họ trở thành một gia đình. Nhưng Chelsea thì lại không muốn điều này. Từ khi biết chồng cũ có tình mới, người phụ nữ tỏ ra vô cùng ghen tuông, tức tối và liên tục có những hành vi quấy rối, đe dọa Lisa. Lisa từng có ý định làm đơn tố cao tới cảnh sát nhưng lại sợ cặp song sinh bị ảnh hưởng. Cô hy vọng một ngày Chelsea tôn trọng và chấp nhận mối quan hệ của mình với Travis. Nhưng điều đó đã không bao giờ xảy ra. Vụ nổ súng kinh hoàng vào ngày 15 tháng 11 năm 2018. Chavis đón cặp song sinh 3 tuổi về căn hộ của anh ở Midville, Utah. Tại đây, khi anh đang cùng bạn gái và hai con trang trí Giáng sinh thì nhận được tin nhắn của vợ cũ. Chelsea nói muốn gửi thuốc ho cho con và hẹn gặp chồng dưới tầng hầm bãi đậu xe tòa nhà. Khoảng 19 giờ, Chevis đi xuống mà không biết rằng vợ cũ đã đi đường khác để lên căn hộ của anh. Cô ta dễ dàng bước vào bên trong căn hộ không khóa. Đợi một lúc lâu không thấy vợ cũ. Travis nhận ra mình đã bị lừa. Anh lập tức lên nhà và thấy Chelsea đang đối đầu với Lisa. Biết vợ cụ tới để gây sự, Chevis nhiều lần yêu cầu cô rời đi. Khi cô từ chối, anh liền gọi 911. Trong khi đó, Chelsea chạy vào phòng tắm và khóa cửa lại. Khoảng 15 giây sau, Chevis lao ra ngoài, với lấy áo khoác như thể sẽ rời đi. Nhưng rồi, Người phụ nữ rút ra một khẩu súng và bắn hai viên đạn vào ngực và lưng Lisa khiến nạn nhân lập tức ngã xuống. Tất cả sự việc kinh hoàng diễn ra trước mặt hai đứa trẻ. Travis nhanh chóng xông tới cướp súng, Chelsea sau đó ngồi xuống ghế gần hai đứa trẻ và nhìn chồng cũ đang tìm cách cứu bạn gái. Khi cô ta đứng lên và với lấy chiếc áo khoác, Travis vội giữ vợ cũ lại trong khi cảnh sát tới. Lisa được đưa đến bệnh viện nhưng không thể qua khỏi do vết thương quá nghiêm trọng chelsea bị bắt với cáo buộc giết người nghiêm trọng trộm cắp sử dụng súng trái phép và thực hiện hành vi bạo lực trước mặt trẻ em tại tòa luật sư bào chữa nói rằng thân chủ của mình đã mua khẩu súng với mục đích tự kết liễu đời mình trước thời điểm xảy ra vụ án chelsea thường xuyên lo lắng chán nản tới mất ăn mất ngủ tuy nhiên phía công tố chỉ ra rằng chelsea đã cố tình dụ chồng cũ ra khỏi căn hộ và lèn vào nhà anh với khẩu súng được giấu kín cô cũng thường xuyên thực hiện những hành vi quấy rối Lisa, bằng chứng cho thấy người phụ nữ này đã lên kế hoạch trả thù nạn nhân. Chelsea sau đó đã đồng ý thỏa thuận nhận tội để tránh việc đối mặt với án tử hình. Thẩm phán cuối cùng tuyên án người phụ nữ này tù trung thân với thời hạn 34 năm mới được xét ân xá.